Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Bạn bè đồng nghiệp chia sẻ về nghệ sĩ Giang Coi. Kỷ luật hai phó chủ tịch Hà Nội liên quan đến các vụ án của ông Nguyễn Đức Chung. Thưa quý vị, nghệ sĩ Quang Tèo chia sẻ với chúng tôi về nghệ sĩ Giang Coi. Giang Coi lúc nào cũng lạc quan, đem đến tiếng cười cho người khác, nhưng cuộc sống riêng lận đận, vất vả chứ chả sung sướng gì. Nghệ sĩ Quang Tèo chia sẻ về người bạn diễn ăn ý của mình. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, nghệ sĩ Quang Tèo, nghệ sĩ ưu tú Tiến Quang, phóng viên, bộc lộ sự đau xót trước sự ra đi của đồng nghiệp, từng là bạn diễn ăn ý, nghệ sĩ Giang Coi. Con người ta có số cả, trời kêu ai nấy chịu, nhưng khi nghe tin người bạn diễn ăn ý với mình, ung thư rồi qua đời, tôi hụt hẫng, buồn và đau xót lắm. Cuộc đời Giang Coi vất vả cả một đời, chuyện tình duyên lận đận, lam lũ cảnh gà trống nuôi con, rồi phát hiện bệnh ung thư, giờ lại mất lúc giãn cách vì dịch bệnh thế này. Nghệ sĩ Quang Tèo cảm thán. Quang Tèo cho biết, thời điểm biết thông tin về bệnh tình của nghệ sĩ Giang Coi, anh và nhiều đồng nghiệp đều bất ngờ. Anh ngậm ngùi, chẳng riêng gì tôi, anh em nghệ sĩ đều bất ngờ cả. Cũng như ngày xưa, bố tôi bị ung thư phổi, nghe tin mà cả nhà choáng váng, nhưng cũng không thể làm khác được. Khi nghe tin Giang Coi trên đường đi bị ngất, phải nhập viện Bạch Mai cấp cứu, tôi đang quay nhưng vẫn lo lắng. Sau này bệnh tình trở nặng, ung thư di căn vào phổi, Giang Coi lại được người thân đưa vào viện phổi trung ương. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, chúng tôi muốn vào thăm Giang Coi cũng không thể được. Con gái thứ ba đại diện người nhà túc trực ở bên chăm sóc cho bố nó. Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm, trước thời điểm Giang Coi nhập viện Bạch Mai cấp cứu, tôi vẫn còn rủ Giang Coi đi diễn ở bên Long Biên. Lúc đấy Giang Coi mới ra viện đợt 1, sức khỏe cũng ổn định. Tôi rủ Giang Coi đi diễn để kiếm thêm thu nhập, nhưng cái chính là để anh diễn cho đầu óc thoải mái, vui vẻ. Người nghệ sĩ không được diễn rất mệt mỏi về tinh thần. Dù Giang Coi nói không ra hơi, nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của anh, còn tôi hỗ trợ chính là khán giả cũng vui rồi. Trước đây tôi ở nhà hát kịch quân đội, còn anh Giang Coi ở đài truyền hình Hà Nội, nhưng chúng tôi kết hợp trong nhiều chương trình, đặc biệt ở gặp nhau cuối tuần. Lâu lâu mọi người không thấy chúng tôi diễn cùng nhau trên truyền hình thôi, còn ở ngoài chúng tôi vẫn đi diễn cùng nhau. Tôi vẫn nhớ kỷ niệm những lần đi diễn cùng Giang Coi. Một lần chúng tôi theo lời mời của một đoàn xiếc biểu diễn tại một xã. Họ chỉ dựng sân khấu tạm bợ thôi, khi chúng tôi đang diễn, sân khấu bị sập. Có buổi tôi và anh Giang đi diễn vất vả lắm, đi từ Hà Nội vào trong Nghệ An, cuối cùng mưa, đoàn không diễn được, lại đành quay về. Quang Tèo tiết lộ, có lẽ ít người biết, người vợ thứ ba kém Giang Coi 25 tuổi, chính là học trò của tôi, vẫn gọi tôi bằng bố. Trước Hà học một lớp ở trường sân khấu điện ảnh, tôi có tham gia giảng dạy và Hà quý mến nên gọi tôi bằng bố. Thấy Giang Coi đang cần người đi diễn chung, tôi giới thiệu Hà đi diễn cùng anh. Hai người đi diễn cùng nhau, hợp nhau rồi làm đám cưới luôn. Ngày hôn lễ khi mọi người gọi lên chia sẻ, tôi có nói vui là anh Giang Coi không chỉ là người đồng nghiệp thân thiết, bạn diễn ăn ý mà còn là con rể tôi vì vợ anh gọi tôi bằng bố. Nhà anh Giang Coi có công việc gì tôi đều có mặt. Đám cưới hai con trai lớn của anh Giang Coi tôi cũng ở từ đầu đến cuối, lo mọi vấn đề cùng anh ấy. Theo Quang Tèo, sở dĩ nói Giang Coi vất vả cả một đời vì dù có tài năng, ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất, đào hoa, nhưng thực tế cuộc sống lại vất vả, hôn nhân lận đận. Giang Coi lúc nào cũng lạc quan, đem đến tiếng cười cho người khác, nhưng cuộc sống riêng lận đận vất vả chứ chả sung sướng gì. Anh Giang Coi là người tham công tiếc việc, trước khi phát hiện bệnh ung thư, anh ấy rất say nghề. Làm việc nhà đã mệt, anh ấy còn đi quay phim, làm đạo diễn, viết kịch bản, nên ít có thời gian nghỉ ngơi. Làm việc như cái máy thì đến chu kỳ cũng phải bảo dưỡng, còn đây cứ quần quật với công việc nên sức khỏe yếu đi. Nghệ sĩ là thế, nhưng anh không có nhiều tiền tích lũy đâu. Làm được đồng nào anh đổ vào làm ao hồ, nuôi gà nuôi chó, mua giống cây, mua chó gà. Mà không phải cái gì cũng thuê đâu. Anh lao vào xây tường, trồng cây, nuôi chim gà như nông dân thực thụ. Mình nhìn vào thấy anh lam lũ quá nhưng anh Giang Coi thích sống như vậy. Có lần tôi khuyên anh bán khu đất đó đi, đủ tiền mua chung cư gần trung tâm, rồi anh để dành chút ít phòng thân, sống cho nhàn nhã. Đi lại cũng tiện nhưng anh không thích. Anh Giang Coi thích sống tự do, thoải mái với không gian, vườn tược như vậy. Về chuyện tình duyên,
anh Giang Đào Hoa được nhiều phụ nữ yêu mến nhưng gần cuối đời lại sống cảnh gà trống nuôi con. Biết các con thiếu thốn tình cảm, anh yêu thương và lo lắng chăm sóc cho các con lắm. Anh Giang rất thương các con. Trước đó anh cũng chia sẻ về biệt danh Quang Tèo, Giang Còi và cho biết nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng chính là người xe duyên cho mình và Giang Còi thành cạ diễn với nhau. Cái tên Quang Tèo gắn liền với tôi từ những năm bắt đầu học nghệ thuật, đó là khi tôi được phân vai Cu Tèo. Anh Xuân Hinh hay đóng Cu Sứt, còn tôi vào vai Cu Tèo. Cu Tèo bị khéo tay, vai đó tôi đóng rất thành công và khi tôi tham gia Gặp Nhau Cuối Tuần, cái biệt danh Quang Tèo càng được đông đảo khán giả truyền hình biết đến. Đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng chính là người xe duyên cho Quang Tèo và Giang Còi thành cạ diễn với nhau. Giang thì còi nên được gọi là Giang Còi, còn tôi gọi là Quang Tèo. Hình ảnh hai người nông dân của đồng bằng Bắc Bộ gây ấn tượng với khán giả, nam nghệ sĩ kể. Trước đó, thông tin nghệ sĩ Giang Còi qua đời tối hôm 4 tháng 8 tại nhà riêng sau 7 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư hạ họng khiến cho nhiều đồng nghiệp và khán giả thương tiếc. Nam diễn viên gắn với vai diễn nông dân trên màn ảnh nhỏ phát hiện ung thư hạ họng giai đoạn 3 vào tháng 1 năm 2021. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí vào thời điểm mới bị phát hiện bệnh, nghệ sĩ Giang Còi cho biết bệnh ung thư khiến anh mất tiếng, ăn uống khó khăn, có thể chỉ sống được 2 năm nữa. Kỷ luật hai phó chủ tịch Hà Nội liên quan tới các vụ án của ông Nguyễn Đức Chung. Ủy ban kiểm tra Trung ương cảnh báo nguyên phó chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, khiển trách nguyên phó chủ tịch Nguyễn Doãn Toàn, hai phó chủ tịch đương nhiệm Nguyễn Mạnh Quyền và Hà Minh Hải. Thông tin từ Ủy ban kiểm tra Trung ương, ngày 2 đến ngày 4 tháng 8, cơ quan này họp kỳ thứ 5 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến một số vụ án xảy ra tại thành phố Hà Nội. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận định, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng ủy cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2019 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, một tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, về đấu thầu và thực hiện các gói thầu, nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự. Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng và bị xử lý hình sự, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp trong các vụ án nêu trên. Ông Nguyễn Văn Tứ, Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chuyên Chánh Văn phòng Thành ủy, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trái quy định về đấu thầu. Ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nhân vận Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Thành Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Hà Minh Hải, Thành Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn An Huy, Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, Chánh thanh tra thành phố chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình thanh tra việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C, chế phẩm làm sạch nước hồ tại Hà Nội. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhấn mạnh vi phạm của các tập thể cá nhân nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền thành phố. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Cảnh cáo các ông Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn An Huy, khiển trách các ông Nguyễn Doãn Toàn, Nguyễn Mạnh Quyền và Hà Minh Hải.
Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy. Bên cạnh đó, Cơ quan Kiểm tra Trung ương Đảng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm, khuyết điểm có liên quan theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý các tổ chức đảng và các cá nhân có liên quan theo thẩm quyền tại Sở Y tế, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, Công ty Thoát nước Hà Nội. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.